trồng lúa không chứa arsen với microbial. Khai thác sức mạnh của 100% dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn và nấm dễ cộng sinh. Gạo là lương thực chính của hàng tỷ người trên toàn thế giới, nhưng sự hiện diện của arsen trong gạo đã gây ra những lo ngại đáng kể về sức khỏe. Arsen, một nguyên tố tự nhiên có trong đất và nước, có thể tích tụ trong cây lúa, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe con người khi tiêu thụ theo thời gian. Đối với nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng nông nghiệp, việc tìm ra giải pháp cho vấn đề này là rất quan trọng. Tại Microbio, chúng tôi tin rằng chìa khóa để trồng lúa không chứa arsen nằm ở sự kết hợp của 100% dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn có lợi và nấm dễ cộng sinh. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của chúng tôi không chỉ làm giảm lượng arsen hấp thụ mà còn thúc đẩy canh tác lúa lành mạnh hơn, bền vững hơn. Thách thức về arsen trong canh tác lúa. Ô nhiễm arsen trong lúa là một vấn đề phức tạp, chủ yếu là do lúa được trồng trên những cánh đồng ngập nước, điều này làm tăng khả năng hấp thụ arsen trong đất. Khi cây lúa hấp thụ nước, chúng cũng hấp thụ arsen, chất này tích tụ trong hạt lúa. Tiêu thụ gạo chứa arsen theo thời gian có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch và các vấn đề về phát triển ở trẻ em. Trong khi các phương pháp canh tác truyền thống đang phải vật lộn để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, thì các phương pháp canh tác hữu cơ kết hợp với các công nghệ vi sinh và nấm rễ tiên tiến mang lại một giải pháp đầy hứa hẹn. Bằng cách tập trung vào sức khỏe đất, quản lý nước và sử dụng các sinh vật có lợi, chúng ta có thể giảm đáng kể nồng độ arsen trong gạo đồng thời tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Giải pháp Microbio, một cách tiếp cận toàn diện. Tại Microbio, chúng tôi đã phát triển một giải pháp hữu cơ toàn diện tận dụng sức mạnh của thiên nhiên để trồng lúa không chứa arsen. Cách tiếp cận của chúng tôi bao gồm 3 thành phần chính. 100% chất dinh dưỡng hữu cơ, phân bón hữu cơ được pha chế cẩn thận của chúng tôi được thiết kế để làm giàu đất bằng các chất dinh dưỡng thiết yếu đồng thời tránh các hóa chất tổng hợp có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hấp thụ arsen. Các chất dinh dưỡng này hỗ trợ cây trồng phát triển khỏe mạnh, cải thiện cấu trúc đất và tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của cây lúa. Vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và độ phì nhiêu của đất. Hỗn hợp độc quyền của chúng tôi gồm các loại vi khuẩn và nấm có lợi có tác dụng giải độc đất, làm giảm lượng arsen có sẵn và ngăn ngừa cây lúa hấp thụ arsen. Các vi khuẩn này cũng thúc đẩy quá trình tuần hoàn chất dinh dưỡng, cải thiện hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của cây và dẫn đến sự phát triển khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Mycorrhizae. Nấm Mycorrhizae hình thành mối quan hệ cộng sinh với rễ cây, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và nước. Các sản phẩm Mycorrhizae của chúng tôi nhắm mục tiêu cụ thể vào vùng rễ của cây lúa, giúp chúng tiếp cận chất dinh dưỡng hiệu quả hơn đồng thời làm giảm lượng arsen hấp thụ. Bằng cách cải thiện sức khỏe và chức năng của rễ, Mycorrhizae cũng góp phần tăng khả năng phục hồi và khả năng chịu đựng căng thẳng của cây. Lợi ích của giải pháp hữu cơ Microbio. Triển khai giải pháp hữu cơ Microbio để canh tác lúa không chứa arsen mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường. Giảm arsen. Các chất dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn và nấm rễ cộng sinh của chúng tôi phối hợp với nhau để giảm đáng kể hàm lượng arsen trong hạt gạo, giúp sản phẩm cuối cùng an toàn hơn khi tiêu thụ. Cải thiện sức khỏe đất. Bằng cách tập trung vào sức khỏe đất, phương pháp của chúng tôi giúp tăng cường độ phì nhiêu tự nhiên của đất, dẫn đến tính bền vững lâu dài và giảm sự phụ thuộc đầu vào hóa học. Đất khỏe mạnh có khả năng chống chịu tốt hơn với các tác nhân gây căng thẳng về môi trường, chẳng hạn như hạn hán và sâu bệnh, nếu không có thể làm giảm năng suất cây trồng. Năng suất cao hơn. Việc sử dụng các chất dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn và nấm rễ cộng sinh không chỉ làm giảm hàm lượng arsen mà còn thúc đẩy cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Điều này có thể dẫn đến năng suất cao hơn và chất lượng hạt được cải thiện, mang lại cho nông dân lợi nhuận kinh tế lớn hơn. Bền vững về môi trường. Giải pháp hữu cơ 100% của chúng tôi hỗ trợ các hoạt động canh tác bền vững bằng cách giảm nhu cầu sử dụng hóa chất tổng hợp, giảm thiểu sự thoái hóa đất và tăng cường đa dạng sinh học. Bằng cách thúc đẩy hệ sinh thái cân bằng, chúng tôi giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của nghề trồng lúa. Niềm tin của người tiêu dùng. Trong thị trường ngày nay, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm vừa an toàn vừa thân thiện với môi trường. Bằng cách cung cấp gạo không chứa arsen được trồng bằng giải pháp hữu cơ của Microbio, người nông dân có thể khai thác nhu cầu ngày càng tăng này, xây dựng lòng tin và lòng trung thành với khách hàng của họ. Bắt đầu với Microbio. Chuyển sang canh tác lúa không chứa arsen bằng giải pháp hữu cơ của Microbio rất đơn giản và tiết kiệm chi phí. Sau đây là cách bạn có thể bắt đầu. Kiểm tra đất. Bắt đầu bằng cách kiểm tra đất để đánh giá mức arsen và độ phì nhiêu tổng thể. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh giải pháp hữu cơ của chúng tôi theo nhu cầu cụ thể của mình. Lựa chọn sản phẩm.
làm việc với nhóm chuyên gia của chúng tôi để lựa chọn sự kết hợp phù hợp giữa các chất dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn và nấm dễ cộng sinh cho trang trại của bạn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh dựa trên điều kiện đất đai, giống cây trồng và phương pháp canh tác của bạn. Ứng dụng, áp dụng các sản phẩm của chúng tôi theo các hướng dẫn được khuyến nghị. Các công thức dễ sử dụng của chúng tôi có thể được tích hợp vào các hoạt động canh tác hiện tại của bạn mà không cần đến thiết bị chuyên dụng. Giám sát và hỗ trợ. Trong suốt mùa vụ, hãy giám sát sức khỏe cây trồng và đất của bạn. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn liên tục, đảm bảo rằng bạn đạt được kết quả tốt nhất có thể. Thu hoạch và tiếp thị. Sau khi thu hoạch xong lúa, bạn có thể tiếp thị lúa như một loại gạo hữu cơ không chứa arsen, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và thị trường cao cấp. Trồng lúa không chứa arsen không chỉ là một khả năng mà là hiện thực với Microbio. Bằng cách khai thác sức mạnh của 100% chất dinh dưỡng hữu cơ, vi khuẩn có lợi và nấm dễ, bạn có thể trồng lúa không chỉ an toàn để tiêu dùng mà còn lành mạnh hơn cho môi trường. Hãy tham gia phong trào hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ bền vững và mang đến cho khách hàng của bạn sự an tâm mà họ xứng đáng được hưởng. Với Microbio, bạn không chỉ trồng lúa mà còn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.